Xin chào toàn thể anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của em Tuấn Hải Dương ạ. Hôm nay vừa về cho anh em một con hàng sạch nhá, chim được 2 vụ rưỡi anh em nhé. Con này thì bổi già lên, chim cực kỳ sinh chế anh em ạ. Đang thay giả lông nhưng cực kỳ sinh chế luôn anh em nhé. Anh em nào thích hàng sinh chế về gột thì liên hệ múc luôn em này anh em nhé. Con này thì nó là chim bổi già lên, nó đang thay giả lông anh em ạ. Nó còn một tí lông người nữa, mới cả nó đang phun lông nữa anh em nhé. Nó được tầm khoảng 85% rồi, nhưng con này chế rát lắm anh em ạ. Anh em nào thích thì cứ alo trực tiếp cho em, mà con này nó lết chơi kiểu dạng dê cầu ấy anh em, nhưng cực kỳ hay luôn. Anh em gột chim giàn và chim thi thì cứ liên hệ em bắt luôn con này nhé. Con này em không cần lỗi nhỏ gì anh em ạ, em giao lưu em này với giá là 5,5 triệu anh em nhé. Chế cực kỳ rát luôn, càng chơi càng căng luôn anh em nhé. Anh em thích thì cứ alo trực tiếp cho em, hàng sạch 100% của dân anh em nhé, chim chưa khai thác một chút nào luôn anh em ạ, vẫn đang ăn cám tổng hợp anh em nhé. Con này em vừa về thì em test luôn cho anh em nhé anh em nhé. Vừa đây nhà người ta em cũng test rồi, chẻ kinh lắm anh em ạ. Nhà người ta gọi là siêu chén luôn anh em ạ. Con này nó vẫn đang giả lông một chút anh em nhé. Đấy anh em, chẻ cực kỳ rát luôn. Vừa về em test luôn nhé, con này vẫn đang giả lông thì anh em về chăm thêm. Đó, con này mặt cực kỳ dữ luôn anh em, nhìn ngoài mặt cực kỳ dữ luôn anh em ạ. Con này nết cầu cực kỳ đều luôn anh em nhé, nực con này cực bộ nực luôn. Anh em về chăm khai thác quá ok luôn. Giao lưu anh em với giá là 5,5 triệu anh em nhé. Con này nết đánh càng chơi càng căng luôn anh em ạ. Anh em nhìn cơ quan bên phải, con bên phải anh em chơi cũng khá là ok đấy, nhưng mà ra con này nó ché rồi chùn luôn anh em ạ. Càng lắm con này nó ché nó đẹp càng lắm anh em ạ. Con bên phải chùn rồi anh em ạ. Anh em nào kết alo trực tiếp cho em nhé.